Theo Fitch Ratings, mặc dù lĩnh vực bất động sản bất ổn, nhu cầu bên ngoài suy yếu và một số yếu tố gây ra những khó khăn kinh tế cho Việt Nam trong ngắn hạn, nhưng những trở ngại này khó có thể ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế vĩ mô trong trung hạn và các biện pháp đệm chính sách đủ khả năng quản lý rủi ro trong ngắn hạn. Dự báo tăng trưởng trung hạn của Việt Nam ở mức khoảng 7% dựa vào các yếu tố như Việt Nam có khả năng cạnh tranh về chi phí, lực lượng lao động và đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do FTA khu vực và toàn cầu. Điều này báo hiệu dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vẫn tiếp tục tăng mạnh, giúp cải thiện cơ cấu tín dụng. Bên cạnh đó, nguồn ngoại hối về Việt Nam cũng được cải thiện đáng kể sau khi giảm mạnh trong năm 2022.